Là nhớ CEO, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh của mình, và mình là Củi Ca. Hôm nay mình các bạn cùng khám phá một bộ số bộ truyện đến được nhà xuất bản Kim Đồng nha các bạn. Cuối tháng 6 này chúng ta sẽ gồm có những gì nhé các bạn, rất là nhiều bộ truyện hot đi kèm đây các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ cùng khám phá nào. Chúng ta sẽ có Kumi nữ hoàng sử tiếp tập 22, thằng kèm Lockley nè, tính ra có Iruma giá tháo tập 18, tập 15 nha các bạn, tập 15 cho quay 18 tặng kèm bó cạc, Yona công chúa bình minh tập 27 cũng tặng kèm bó cạc, xét hai bản bản thánh ca quỷ nha các bạn, Ruhok tập 9 nè, Doraemon Nobita lịch sử khai phá vũ trụ hay các bạn. Chúng ta tiếp theo là nhất quỷ nhì ma thứ ba phải là Tagi tập 15, nhiệm vụ tới hưởng nhà Rurakura tập 3, Red Color tập 26 nha các bạn, Dragon Ball Super tập 18 tập 18 các bạn. Rồi mình mời các bạn cùng chiêm ngưỡng qua. Bây giờ chúng ta chào mừng sự có lại của Rush Color tập 26 nha bạn. Đây là bó kẹt trận kèm cho tập 26 này, đó chính là trang bìa của chúng ta đấy. Bó kẹt rất là dày dặn nha. Chúng ta sẽ có một bìa rời, bìa được gắn bóng các bạn Rush Color tập 26 lề hơi hắc ám. Đây là mặt trước nè, đó, phần gái nè, và mặt sau. Và sự trở lại này giá tiền nó sẽ là bao nhiêu đấy các bạn? Đó chính là 25.000 nha. Nhưng các bạn mua sẽ được chiến khấu. Đây là bị kêu bên trong toàn bộ được gửi giấy shop, không có trang màu nào hết, chỉ là trang trắng đen thôi. Lost Color tập 26 lời hơi hắc ám. Quân tiên phong tắc hắc sứ đồ của Mô Quốc đã xuất hiện khắp nơi ở Hồng Tâm Quốc. Trong lúc liên quân Tam Diệp và Hồng Tâm nghênh chiến, Đại Tê bất ngờ đánh tới mặt nhóm Hắc Bột Ngu và nhắm vào Nami. Các thành viên của liên minh kháng cự ma lực áp đảo ấy. Mô quỷ kế của gã Thanh Tê tâm độc ác không còn rút cuộc là gì. Woodside Hope Love is Eternal in the World Colorless. Quên mời các bạn cùng chiêm ngưỡng qua Lost Color tập 26. Các bạn nhớ like, subscribe, chia sẻ và ủng hộ kênh mình. Xin chào và hẹn các bạn trong những video lần sau.